Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn anh em về cái trường hợp là nước đọng ở trong tủ. Cái trường hợp nước đọng tủ là nó khá đơn giản thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nhiều người không biết thì sẽ không biết làm. Nên mình hướng dẫn qua này. Đầu tiên anh em tháo cái nguồn máy hút đọng ra này. Đây. Tháo ra thì có rất nhiều video mình hướng dẫn tháo rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ máy này lên nhé, để cho anh em hình dung như dễ. Nó sẽ có hai con ốc ở hai bên nhé, anh em tháo hết hai ốc ra là anh em lắp được cái phần nhựa ấy lên này, nhấc phần nhựa lên này, thì sẽ có cái dây ở đây, anh em rút cái dây ra nhé, anh em rút cẩn thận dây ra nhé là được. Đây, thì trường hợp cái máy này là nó bị vỡ mất cái máng nước này. Đây. Em mình dùng này, đây chế độ làm lạnh này, để sò lạnh, chế độ làm lạnh này là nó sẽ đọng nước ở đây và nó sẽ chảy xuống cái máng này và máng sẽ có một lỗ nó chảy ra ngoài và đằng sau nó sẽ là mặt nóng, nó sẽ bốc hơi nước lên. Còn trong trường hợp là nước nó đọng xuống này, nó chảy xuống là đấy là do trường hợp đây, cái máng này bị vỡ ra này thì nước nó sẽ chảy xuống đây, rồi không có máng đỡ nó chảy vào trong tủ, đây, nước đọng trong tủ trường hợp như thế. Anh em có thể là thông báo cho bên mình sẽ gửi một cái máng mới. Đây, cái máng mới sẽ mất thời gian. Và anh em muốn khắc phục luôn thì cũng rất đơn giản thôi. Thế là mình vẫn dùng cái máng cũ, mình đặt vào chỗ cũ. Và đây, đơn giản là súng bắn keo và keo lên. Anh em bắn xung quanh là được. Cái là miễn là sao cho nó dính cái máng vào trong. Chỉ một thao tác đơn giản thôi thì giờ cái máng nó sẽ gắn vào đây và tất nhiên là nước sẽ không chảy xuống dây được nữa. Đấy, anh em chỉ cần keo lến thôi là giải quyết xong. Còn nếu như mà anh em mà không muốn keo lến thì anh em cứ thông báo với bên mình thì bên mình sẽ gửi một cái máng khác và anh em về tự thay là được. Anh em đã phải mất công của người ra, nếu anh em nào mà không thay được nữa thì gửi ra nên mình sẽ thay mới cái này cho anh em, thế là anh em dùng nó ok. Đấy. Đây chỉ gắn keo lến thôi là ok rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test nhé. Đây, kéo lên đây. Mình sẽ lấy nước đổ vào cái nước đây, mình sẽ đổ vào đây. Đấy. Cả nước sẽ không chảy xuống dưới và nó sẽ chảy thấm ra đằng sau. Nó thấm ra đằng sau có nút này. Đấy, như vậy là ok rồi. Đấy. Rất đơn giản thôi anh em nhé. Anh em cố gắng hàn nó thật chặt vào nhau. Đặt trong tủ không sao hết. Cảm ơn anh em đã xem.